hậu Hoàng Anh chia tay hot boy Huỳnh Anh sau hơn 3 năm mặn nồng. Chàng hot boy bất ngờ thông báo việc mình đã trở về tình trạng độc thân vui tính. Trên tài khoản Instagram, Huỳnh Anh khiến khán giả ngạc nhiên khi đưa ra dòng thông báo đã chia tay á hậu Hoàng Anh sau hơn 3 năm gắn bó. Anh viết, độc thân vui tính rồi mà tạm thời không nhận lời yêu ai đâu nhé. Lo kiếm tiền và làm việc nè. Xin lỗi bản thân vì những ngày buồn bã. Hoàng Anh cũng xác nhận thông tin, chấm dứt mối tình với bạn trai. Á hậu cho biết, cô và Huỳnh Anh đứt gánh từ vài tháng trước do cả hai không còn cảm thấy phù hợp với nhau. Cặp trai tài gái sắc công khai mối quan hệ vào năm 2014. Mặc dù Hoàng Anh lớn hơn bạn trai 2 tuổi, nhưng cả hai được khán giả khen ngợi là xứng đôi vừa lứa. Á hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh 2012 từng tiết lộ, Huỳnh Anh cố tình khai gian tuổi khi tán tỉnh cô. Lúc phát hiện ra sự thật thì tình cảm cô dành cho anh đã quá sâu đậm. Nếu tôi lớn tuổi hơn người yêu mà anh ấy vẫn hết mực yêu thương thì tôi không phải lo lắng về tuổi tác nữa. Giả sử bạn già và xấu hơn nhưng bạn trai vẫn yêu thì hẳn là bạn có nhiều thứ đáng để yêu hơn là tuổi tác và sắc đẹp, cô tâm sự. Từ khi trở thành một nửa của nhau, cặp đôi thường xuyên gắn bó như hình với bóng trong những hoạt động nghệ thuật. Nếu Huỳnh Anh tích cực đóng phim, tham gia các show thực tế thì Hoàng Anh cũng gặt hái được nhiều thành công trong công việc MC. Dịp kỷ niệm 700 ngày bên nhau, Huỳnh Anh đã thực hiện bộ phim ngắn Món Quà Giáng Sinh, trong đó anh và bạn gái đóng vai chính. Gia Bảo, Trấn Thành nổi giận gọi điện cho tôi đòi cạch mặt. Tôi không có lý do gì phải đá xéo Trấn Thành bị gay, vẫn lấy được vợ như nhiều người nói. Gia Bảo chia sẻ câu chuyện khiến Trấn Thành đòi cạch mặt. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật nổi tiếng hàng đầu ở Sài Gòn, Gia Bảo, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, đã nếm trải đủ những dư vị của cả thành công lẫn thất bại trong hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật. Trong buổi phỏng vấn, diễn viên hài đắc xô hiện nay chia sẻ rất thẳng thắn và cởi mở về chuyện anh từng mắc bệnh ngôi sao vì nổi tiếng quá sớm, khiến ông nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tức giận, và đặc biệt là nghi vấn bằng mặt không bằng lòng với Trấn Thành, Trường Giang khi liên tục bị mang ra so sánh. Tôi từng mắc bệnh ngôi sao. Nhiều người nói nghệ sĩ có cái tôi lớn nên háo thắng, Gia Bảo thì sao? Hồi xưa, lúc mới đi diễn tôi háo thắng, mỗi lần gặp chuyện không hài lòng là làm đùng đùng lên, nên từng rời khỏi sân khấu thế giới trẻ nhiều lần. Còn bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều, nhất là từ khi có vợ con. Các em nghệ sĩ trẻ rất nể và thương tôi, vì ba mẹ chia tay từ sớm. 14 tuổi tôi đã tự mướn nhà trọ sống một thân một mình, muốn cái gì cũng tự mình kiếm tiền mua cái đó, nên coi đồng tiền quan trọng lắm. Thời điểm đó, sân khấu hài đang nở rộ mỗi ngày, tôi chỉ diễn hơn 10 phút, đã có hơn 1 triệu rồi. Mà kịch dài thì có lịch diễn trước, hài có lịch diễn sau, nhưng kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi quyết định chạy show ở cả sân khấu Thế Giới Trẻ và Edicap. Vì sợ đụng lịch diễn, giờ giải lao tôi nghỉ ngơi lâu hơn. Lúc diễn thì nói từ từ, thành ra ảnh hưởng đến rất nhiều người. Làm một hai lần không sao, chứ đằng này tôi làm hoài, nên anh hùng quản lý sân khấu có nhắc nhở. Vì nghĩ mình là tên tuổi ăn khách ở sân khấu Thế Giới Trẻ, mắc bệnh ngôi sao sớm, tôi nói thẳng với anh không được thì thôi. Nhưng sau khi nghe các anh chị nghệ sĩ khuyên nhủ, tôi quyết định ở lại. Về diễn được 6 tháng thì gặp chuyện tương tự, đúng lúc đó sân khấu Edicap mà tôi mê từ nhỏ, mời về diễn chính nên quyết định ra đi. Về Edicap, chắc hẳn Gia Bảo kiếm được rất nhiều tiền. Khi chuyển qua sân khấu Edicap, tôi được giám đốc Huỳnh Anh Tuấn đề nghị nắm một nhóm kịch hoàn toàn mới, có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, Trung Dân, Hoàng Sơn, Hữu Quốc, Bảo Trí, Phương Dung, Phi Phụng. Từ lúc đó, tôi có một đế chế cho riêng mình. Vì vở diễn toàn ngôi sao nên khán giả rất yêu thích. Một suất diễn kịch dài tôi kiếm được 3,5 triệu, trung bình một tháng có 8 suất diễn. Còn dịp lễ Tết thì diễn 2-3 suất một ngày. Lúc đó tôi kiếm tiền nhiều đến mức bỏ bao thư vào một cái giỏ, tới cuối tháng lấy ra đếm thì tiền đầy cả giường, nhưng đó chưa phải là thời kỳ đỉnh cao. Sau vở hài kịch Cuộc Chiến Xu Gia, tôi nổi tới mức các ngôi sao ca nhạc như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng phải nhờ người mua vé đi xem cho bằng được rồi làm quen với tôi. Cái duyên đưa tới, tôi làm MC cho buổi sinh nhật của chị Hà, còn anh Hưng thì dẫn tôi đi làm các chương trình khác. Tôi vừa làm MC, diễn hài kịch, ca hát, nên khi đi hát ở tỉnh là bao thầu mỗi tháng thu được 200 triệu. Trong những ngày huy hoàng đó, nghe nói Gia Bảo xài tiền có tiếng trong giới. Vì kiếm tiền một cách đơn giản, tôi tiêu xài rất hoang phí.
ngày nào cũng đi nhậu tới 2-3 giờ sáng cùng dàn diễn viên. Sau một đêm thì tôi phải trả 1-2 triệu đồng là chuyện bình thường. Ngoài ra tháng nào tôi cũng đi du lịch nhiều tới mức không nhớ nổi mình đi bao nhiêu lần. Khi được nghỉ vài ngày là tôi bay ra Nha Trang, Đà Lạt, Thái Lan, Singapore. Tốn rất nhiều tiền nên không dư dả gì hết, cuối cùng chỉ mua được chiếc xe SH. Đến năm 2012, sự nghiệp xuống dốc, tôi buồn quá nhậu còn nhiều hơn trước. Vì thức khuya nên ban ngày tôi không dậy nổi để đi làm. Bởi vậy những ngày quay lúc sáng tôi thường đi trễ, nếu không tôi sẽ khóa máy, không trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào. Hoặc tôi sẽ nhắn tin báo phải vào viện cấp cứu, người ta bể lịch. Nên không ai dám làm với tôi nữa. Cũng may tôi còn sống được nhờ bầu show ở sân khấu trống đồng. Trấn Thành giận đòi cạch mặt tôi. Còn nghi vấn Gia Bảo bằng mặt không bằng lòng với Trường Giang và Trấn Thành thật hư thế nào? Lúc Trấn Thành mới vào học trường sân khấu điện ảnh, rất nhiều người nói là bản sao Gia Bảo dùng không giống nhau lắm. Do người ta đồn nhiều quá mà hai đứa tránh nhau luôn. Đến khi trưởng thành và bắt đầu làm chung nghề, chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhau, hiểu nhau nhiều hơn khi diễn chung rất ăn ý. Vì thế tôi không có lý do gì phải đá xéo Trấn Thành bị gay, vẫn lấy được vợ như nhiều người nói. Tôi nhờ bạn diễn BB Trần gọi điện giải thích cho Trấn Thành hiểu rõ, nhưng chưa kịp nói thì Trấn Thành nổi giận gọi điện cho tôi đòi cạch mặt. Tôi hỏi Thành bình tĩnh chưa, giờ Thành ở đâu để tôi chạy đến nói chuyện, thì Thành trả lời, tôi đang ở xa lắm, có gì bảo nói luôn đi. Tôi khẳng định với Thành, tôi không nói câu, bị gay vẫn lấy được vợ, nếu bạn cần tôi gửi clip cho coi. Tôi đâu có thù hằn gì với Thành đúng không, hồi dịp Tết Thành còn lì xì cho con tôi mà. Mình đâu phải con nít mà cạnh tranh nhau, ghét nhau, tôi đâu có điên, đụng tới ngôi sao khiến công ăn việc làm bị ảnh hưởng. Nghe tôi giải thích xong, Trấn Thành nói, Bảo nói vậy là tôi hiểu rồi, trong chuyện này tôi nóng quá bỏ qua nha. Sau đó, mối quan hệ giữa chúng tôi bình thường như lúc trước. Còn tôi với Trường Giang đã là bạn thân từ thời học chung trường sân khấu điện ảnh. Lúc đó gia đình Giang thuộc dạng khó khăn, nên khi vào Sài Gòn học tập thì rất khổ. Không phải tôi thấy bạn mình thành công mà nói, chứ lúc đó tôi giúp Giang khá nhiều. Tôi đi diễn có cát xê, mỗi lần vào lớp thấy Giang nhịn đói vì không có tiền mua cơm là tôi rủ bạn đi ăn chung. Đi hát karaoke, tôi cũng dẫn Giang đi nên hai đứa thân nhau lắm. Đến lúc Trường Giang quá nổi tiếng, tôi nghe nhiều người nói bạn như thế này thế kia, nên khi làm việc chung cũng hơi ngại. Chắc Giang biết nên chủ động nói chuyện với tôi rất vui vẻ, thậm chí còn kéo ghế ngồi ăn chung. Đến khi mở quán cơm, Giang nói tôi đến ăn uống thoải mái bất cứ lúc nào, không cần trả tiền gì hết. Đi ghi hình game show, Giang cũng giới thiệu tôi là bạn với tất cả mọi người. Thật sự tôi rất vui khi biết bạn không quên mình. Cao Thái Sơn tâm sự buồn về Ngọc Miu, bạn gái trùm ma túy Hoàng Béo. Nam ca sĩ kể lại những kỷ niệm mà mình từng có với hot girl Ngọc Miu trong khi cùng tham gia đóng MV ca nhạc. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Cao Thái Sơn đã bất ngờ chia sẻ những tâm sự của anh về Ngọc Miu, người từng đóng chung MV ca nhạc với mình ngày trước. Trước đây, Ngọc Miu, người tình của trùm ma túy Hoàng Béo, đã từng xuất hiện trong hai MV Ngày Gặp Lại và Người Đi Nhặt Quá Khứ của nam ca sĩ. Theo đó, Cao Thái Sơn chia sẻ, thật đáng thương cho em khi vướng phải vòng lao lý. Một trong số ít những cô diễn viên xinh đẹp lại đáng yêu nhất, quay hai clip cho anh từ thời Con Đường Mưa. Lúc mời em quay, hỏi em giá cát xê bao nhiêu, em nói anh trả bao nhiêu cũng được, anh rất trân trọng điều đó. Thế nhưng, có lẽ cuộc sống đưa đẩy khiến số phận em lại không phải màu hồng như thế. Ở góc độ nào đó, em vừa đáng thương vừa đáng trách. Có hai điều anh chưa kịp nói với em. Trong cuộc đời của một con người, làm gì thì làm, phải tránh xa hai chữ đó là sức khỏe và pháp luật. Anh luôn yêu quý em như anh đã từng, dù em có sai thì đó cũng là điều em không hề mong muốn. Hy vọng mọi thứ thật tốt đẹp sẽ đến với em, đây mãi là kỷ niệm đẹp của anh và em. Trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy của ông trùm Hoàng Béo, lực lượng công an đã phát hiện một số lượng ma túy lớn chưa từng thấy, gây chấn động dư luận. Trong những đối tượng bị cơ quan điều tra tạm giữ trong tập đoàn ma túy này, có hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc hay còn gọi là Ngọc Miu, bạn gái của ông trùm ma túy Hoàng Béo, đồng thời là người đẹp, từng đóng cảnh tình tứ, làm bạn gái trong nhiều MV của nhiều ca sĩ như Đan Trường, Cao Thái Sơn. Đứng gần Khay Thi Nguyễn, không ai nghĩ Khởi My hơn đàn em nhận 9 tuổi. Cách nhau gần 10 tuổi, nhưng trong Khởi My chẳng khác bạn đồng lứa với Khay Thi Nguyễn. Đang là hai sao nữ hot nhất nhì hiện nay của showbiz Việt, cả Khởi My và Khay Thi Nguyễn đều khiến khán giả đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện.
Nếu như Khởi My gây ấn tượng bởi sự trẻ trung nhí nhảnh, khác xa tuổi, thì Khay Thiên Nguyễn lại có ngoại hình khá trưởng thành. Gặp nhau trong chương trình Alo, Alo, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Khởi My và Khay Thiên Nguyễn có sự chênh lệch tuổi tác, thậm chí nhiều hơn 9 tuổi, nhưng Khởi My trông không khác bạn cùng lứa với đàn em. Gặp nhau trong chương trình Alo, Alo, cả hai khiến khán giả phát cuồng vì độ dễ thương của mình, trông hai chị em như bạn cùng lứa. Sinh năm 1999, nhưng Khay Thi có vẻ ngoài khá trưởng thành. Trong khi đó, sinh năm 1990, Khởi My lại nhí nhảnh hết phần của đàn em. Ngoài đời, Khởi My cũng theo đuổi phong cách trẻ trung. Nhìn những bức ảnh của nữ ca sĩ lên trang cá nhân, khó nhận ra cô nàng đã 27 tuổi. Mái tóc bằng và tạo kiểu dễ thương càng khiến Khởi My hắt tuổi hơn. Tính cách trẻ con của Khởi My cũng là điều khiến cô nàng luôn là cô bé trong lòng người hâm mộ. Trong khi đó, dù mới 18 tuổi, Khay Thi lại đi theo phong cách trưởng thành và già dặn. Nữ diễn viên thường trang điểm theo phong cách phương Tây. Nếu không biết tuổi thật, nhiều người sẽ nghĩ Khay Thi Nguyễn phải trên 20 tuổi.